Bây giờ mình sẽ giải quyết cái phần việc mình sử dụng cái danh sách liên kết đơn để mình cài đặt cái tình trạng của cái anh hàng đợi quy dựa trên việc là nó sẽ lưu trữ các cái giá trị phần tử, đó là số nguyên, và mình thực hiện các cái thao tác cơ bản là gồm có khởi tạo nè, kiểm tra, thêm một phần tử vào quy, xóa một phần tử vào quy, và mình sẽ thực hiện thêm một cái thao tác nữa, đó là khi mà mình làm việc với danh sách liên kết đơn thì mọi người nhớ khi kết thúc chương trình mình phải xóa hết toàn bộ các phần tử trong danh sách, tức là mình chuyển về cho quy rỗng, mà đúng với trạng thái là làm cho quy nó rỗng là mình phải delete hết toàn bộ các memory, được chưa? Tức là mình thực hiện xóa hết toàn bộ chứ không phải là chỉ mới vào phải tạo quy rỗng nữa thôi. Như vậy cái việc này nó cũng giống như thực hiện cái thao tác mà cài đặt cái danh sách liên kết đơn mà bây giờ cô nói cô muốn xóa hết toàn bộ phần tử danh sách khi mà kết thúc chương trình. Đồng nghĩa với việc là ở những bài tập trước mà mọi người đang cài đặt danh sách liên kết đơn nhưng mà mọi người chưa viết được cái hàm là xóa các phần tử đó, thì bây giờ mọi người có thể vận dụng cái tính chất này để mọi người làm ha. Như vậy bây giờ thì cô sẽ copy cái phần đề này, cô để qua bên kia ha, cô để qua phần code để cho mình thực hiện trên cái màn hình code luôn. Rồi ở đây bây giờ cài đặt anh này theo tính chất của danh sách liên kết đơn, cô chuyển lại nó dưới dạng nó là not ghi chú ha. Và đồng thời mình thực hiện thêm một cái yêu cầu nữa. Đó là cái yêu cầu đó là gì? Xóa hết toàn bộ các hàng đợi khi kết thúc hoặc là khi không sử dụng nữa. Tức là mình xóa hết, giải phóng hết nguồn tài nguyên. Rồi anh này tại vì do trong cái phần note này của mình cũng có dấu tiếng Việt đó. Thì cái này thì mình chọn là gì mọi người? Sell with order encoding. Mọi người có thể apply hết với tất cả các document trong cái project này nếu như trong trường hợp là nó có dấu tiếng Việt. Đó. Rồi ở đây thì mình chọn mình lưu lại với dạng nó là UTF8 ha, UTF8. Rồi ok. Rồi bây giờ mình đi mình định nghĩa từng cái anh thế này. Đầu tiên danh sách liên kết đơn thì cái việc mà mình còn phải có là phải là cái cấu trúc của node, đúng chưa? Thì về cấu trúc của một cái node thì bên trong cấu trúc này sẽ là gì? Đang lưu trữ các phần tử số nguyên, như vậy sẽ là in, đúng không? Kiểu in info. Rồi sẽ có cái thành phần gì mọi người? Link, đúng không? Thành phần link. Rồi mình khai báo là bây giờ thằng quy thì có tới hai con trỏ, đầu với lại cuối, một đầu vào một đầu ra, như vậy sẽ là not sao front và sao real, được chưa? Not sao front và sao real. Như vậy bây giờ bắt đầu mình khai báo những cái anh còn lại ha, khai báo những anh còn lại thì đầu tiên sẽ là cái gì? Khởi tạo. Như vậy thì hàm khởi tạo này của mình đi khai báo các cái hàm void thì mới khởi tạo vậy, đúng chưa? Rồi tiếp tục sẽ là thao tác gì? Thao tác thêm, đúng không? Như vậy thì chắc chắn luôn luôn thêm thành công, cho nên chỉ truyền vào giá trị còn thêm. Tương tự lấy phần tử ra thì chỉ lấy phần tử ra được khi mà hàng đợi này có phần tử thì mới lấy ra được. Như vậy thì sẽ là kiểu gì? Trả về cho mình là một kết quả có lấy ra được thành công hay không. Top. Như vậy thì anh này sẽ là nhận vào cái giá trị để nó nhận cái dữ liệu ra, đó là một cái is và mình trả về kết quả tham chiếu. Mình kiểm tra cái anh này là anh có rỗng hay không, đúng không? Các yêu cầu của mình thêm khởi tạo rồi thêm rồi, đúng không? Kiểm tra rỗng rồi sau đó mới là xóa. Xóa thì coi như đây, đúng không? Pop ra thêm khởi tạo rồi thì bây giờ còn cái việc đó là kiểm tra rỗng. Là coi như mình thực hiện đủ 5 cái yêu cầu cơ bản mà bằng khai báo hàm trước rồi. Như vậy bây giờ là kiểm tra rỗng, kiểu trả về. Đúng chưa? Đặt tên hàm is empty. Ở đây thì không có lo cái việc là gì mọi người, đầy. Như vậy thì is empty. Đó. Và mình đang khai báo, mình để cái header và chấm phẩy thôi. Đồng thời mình gọi một cái hàm là xóa hết hàng đợi, đúng không? Xóa toàn bộ. Như vậy là coi như là sao? Mình thực hiện công việc xóa. Và mình... mọi người muốn thì mọi người trả kết quả. Tức là xóa tới một lúc nào đó thì xóa xong hết thì là báo cho biết đó là xóa thành công. Còn nếu như mà không có phần tử nào thì không xóa được. Thì tùy mọi người, tuy nhiên trong trường hợp mình giải phóng vùng nhớ thì chắc là cũng không có cái trường hợp gì mà nó bị sai lệch đâu. Cho nên thường trong trường hợp xóa với danh sách liên kết đơn mọi người thấy là gì? Nó cho luôn là xóa hết toàn bộ tất cả. Mình chỉ gọi hàm đơn thân vận động thôi. Như vậy là delete on quy. Xóa hết toàn bộ cái thằng quy, đúng chưa? Vậy đây, chỉ việc để như vậy. Rồi bây giờ mình mới đi, mình định nghĩa từng cái anh này. Như vậy copy xuống, ha, cái men để ở đây đi một xíu xử lý sau.
Và bây giờ tới hàm index. Index thì sao mọi người? Chỉ việc cho cái gì? Cho cái thằng front với lại thằng rear này của mình là null. Như lại front bằng rear bằng null phải tạo danh sách. Được chưa? Rồi tiếp tục tới hàm bus. Bus là giống như thêm một phần tử của cuối của danh sách liên kết đơn. Thì việc đầu tiên là chuẩn bị nốt. Nốt sao B, đúng không? Bằng nêu nốt. Rồi sau đó làm sao? Chuẩn bị thành phần info là bằng is. Chuẩn bị cho thành phần link là sẽ bằng null. Tại vì nó sẽ trở thành nốt cuối. Rồi sau khi mà mình đã chuẩn bị xong thì có nốt cuối, mình mới kiểm tra là coi cái đuôi hiện tại á, nó có phải là null. Nếu nó là null thì coi như lốt này sẽ trở thành đó là nốt duy nhất của danh sách. Như vậy thì có phải là friend của mình á bằng B luôn không? Dĩ nhiên xong thì thằng green này cũng sẽ bằng B, phải chưa? Đó. Nhưng mà nếu như trong trường hợp đó là thằng green này không phải bằng null thì sao? Thì chắc chắn nó đang là một cái phần tử đàng hoàng. Thì mình sẽ cho thằng green này của mình, link của nó đang là null tại nó đang là đuôi cũ, thì bây giờ nó sẽ trở thành thằng B, để thằng B trở thành đuôi, rồi sau đó mới cập nhật cái đuôi chính là bằng thằng B mới. Như vậy đây là cái việc thêm một phần tử vào. À, thêm một phần tử vào. À, tiếp tục lấy một phần tử ra. Thì chỉ lấy ra được nếu như thằng run của mình khác null. Đúng chưa? Thì sẽ làm các công việc mà để lấy ra. Còn nếu như ngược lại, mọi người cho else cũng được, còn không tại vì ở trên chắc chắn cái if của mình sẽ có cái return. À, ở trong đây chắc chắn là thêm lấy ra xong là phải báo thêm lấy ra thành công. Nếu như real của mình mà bằng null thì mình cho return không, tức là lấy phần tử ra không thành công. Còn nếu có thể lấy ra được thì bắt đầu sao? Lưu vớt phần tử đầu. Lưu vớt phần tử đầu. Sau đó lấy cái giá trị phần tử đầu này nè, gắn vào cho con x để trả ra cho người người cần thiết, người sử dụng. Dời đầu ra phần tử ngay phía sau, tức là front bằng front, front link. Dời ra sau. Sau khi dời ra sau, kiểm tra sau khi dời ra có phải front của mình bằng null. Nếu mà dời ra sau mà friend bằng null, tức là danh sách chỉ có một phần tử, và bây giờ lấy nó ra, xóa nó ra khỏi, thì cái thằng đuôi của mình real nó cũng sẽ là null luôn. Và dĩ nhiên xong hết giải phóng vùng nhớ, mình sẽ là delete thằng B hồi nãy giờ lưu vớt và báo cho biết là mình lấy ra thành công. Thì giờ đây là cái hàm pop lấy một phần tử ra khỏi danh sách. Rồi tương tự kiểm tra rỗng. Rỗng khi nào? Nếu như run của mình mà bằng null, đúng không? Thì nó rỗng thì mình return về là 1, ngược lại mình return về là 0. Rồi, bây giờ làm sao để xóa tất cả? Lấy một phần tử ra nè. Thì bây giờ mọi người thực hiện thao tác giống y chang như là mọi người xóa các phần tử trong danh sách liên kết đơn, mà lúc này mình không có cần phải trả giá trị về. Nó có bao nhiêu phần tử là mình xóa hết. Như vậy thì bây giờ làm sao? Mọi người tưởng tượng là một là mọi người lựa chọn số đầu, hai là một người lựa chọn số cuối đi. Được không? Số đầu hoặc là số cuối. Thì bây giờ ví dụ như cô lựa chọn đó là cái việc cứ xóa liên tục từ đầu đến cuối đi cho nó dễ, mặc dù đó là cái đầu real của mình cũng có thể được còn lưu vết, nhưng mà tại vì nó đang là danh sách liên kết đơn, mình đi từ cái thằng đầu về thằng cuối á thì nó thuận tiện hơn cho cái chiều của link. Phải chưa? Như vậy thì bây giờ cô sẽ đầu tiên, dĩ nhiên là phải có thì mình mới làm, đúng không? Tức là có phần tử, tức là front của mình phải khác luôn thì mình mới vô đây. Nó cần báo kết quả, được chưa? Mình chỉ việc đó là mình biết là nếu front của mình mà nếu khác null thì mình mới vô mình làm. Rồi, còn dĩ nhiên là nếu như run bằng null là coi như không làm gì hết, thì mọi người có thể cho return chấm phẩy, hoặc là nếu ai thích có kiểu trở về thì trả về cho biết đó là không thành công, nhưng trên thực tế lúc đó danh sách đã rỗng mà thao tác của mình đang muốn toàn bộ hàng đợi đang rỗng, cho nên báo kết quả trong trường hợp này cũng hơi phí. Như vậy bây giờ nếu run của mình mà khác null, cứ lưu vết một đứa rồi xóa, đúng không? Rồi sau khi xóa xong thì lại cứ tiếp tục lưu vết đứa đó rồi lại xóa, tới khi nào run của mình mà bằng null thì dừng. Như vậy có phải là mình chạy một cái vòng lặp của công việc xóa không? Trong khi run của mình mà khác null thì mình đi vô mình thực hiện cái công việc đó là gì? Xóa
một phần tử đầu danh sách đó. Bây giờ ví dụ danh sách đang có 7, liên kết tới 8, liên kết tới 12. Cái đầu tiên vô cái cô thấy friend của cô khác null, cô đi xóa 7. Xóa xong thì cô đi kiểm tra lại coi friend của cô bằng null chưa. Chưa, tiếp tục xóa đầu nữa là xóa 8. Sau đó lại quay trở lại kiểm tra coi friend bằng null chưa. Vẫn chưa, lại tiếp tục xóa đầu, tiếp là xóa 12. Xong cái xóa 12 xong quay ngược trở lại kiểm tra friend đã là null chưa. Thì nó đã là null rồi, vòng lặp sẽ dừng. À, vậy như vậy, mỗi lần như vậy là xóa một phần tử đầu danh sách. Mà xóa đầu danh sách thì tức là sao? Nó bằng friend, đúng không? Dời friend ra sau, friend bằng friend link. Và sao nữa mọi người? Đẩy nó ra sau xong rồi thì sao? Kiểm tra, đúng không? Kiểm tra. Hoặc mọi người thấy đẩy ra sau rồi thì mọi người delete thằng B luôn cũng được. À, rồi sau khi đẩy nó ra sau xong cái đi lên trên cái mình lại coi cái mình thấy là gì, friend khác bằng null. Nếu như nó đẩy ra sau mình, nếu nó là null thì lên đây friend bằng null là nó dừng mất tiêu rồi, phải không? Nhưng mà cái việc này nó rất là gọn nhẹ, chỉ việc là gì, khai báo chốt nó động friend đang khác null. Cô chạy tay một xíu, ví dụ ha, đây 7 liên kết tới 8 liên kết tới 12. Đầu tiên vô friend của mình kiểm tra friend đang là địa chỉ của lớp 7, khác null. Khác null đi vô, thằng B là thằng 7 nè. Sau đó dời thằng friend ra sau là friend link. Như vậy, rồi sau lại ra 8. Delete B là mất thằng này. Tiếp tục quay ngược trở lên, friend có khác null không? Friend là 8 mà. 8 khác null. Như vậy, B bằng friend là coi như là bằng 8. Sau đó rồi thì sao? Friend bằng friend link, như vậy friend ra 12. Delete B là delete 8. Quay ngược trở lên kiểm tra friend khác null, 12 khác null mà. Để vô B bằng friend, như vậy B bằng 12, đúng không? Bằng địa chỉ node 12. Friend bằng friend link, như vậy friend bằng friend link là ra node null. Node null thì lúc này delete B là delete 12. Quay ngược trở lên, friend có khác null không? Không, không thì nó dừng. À, rồi, được chưa? Còn nếu ai muốn ở đây thì sao? À, muốn có thể có một cái câu xuất ra nữa sau khi chạy xong một lập này. Cout ra là gì? Xóa toàn bộ hàng đợi thành công. Đó, hoặc là ai thích cho có kiểu trở về gì đó thì tùy. Trong trường hợp này mình báo là cái việc xóa thì nó thành công. Như vậy đây là cái cách để xóa trong danh sách liên kết đơn. À, xóa trong danh sách liên kết đơn. Hoặc bên danh sách liên kết đơn mọi người có cái hàm gì? Hàm xóa đầu á, phải không? Đúng không? Hàm xóa đầu. Thì cứ mỗi lần vậy cứ chạy liên tục gọi hàm xóa đầu. Tức là xài lại cái hàm đã có đó, thì cũng được. Thấy chưa? Thì xóa đầu cũng là sao? Và cũng lấy một cái node nào đó chốt vị trí đó, đúng không? Dời ra sau. Rồi dời ra sau thì phải lưu ý là có cái gì, đúng chưa? Còn đằng này mình chỉ việc đó là mỗi lần vậy mình dời ra sau. Khác null lại tiếp tục delete. Xong rồi dời ra sau. Giờ tới khi nào là null? Dịch. Rồi vậy như vậy, đó là thực hiện cái công việc xóa toàn bộ cái quy. Bây giờ mình sẽ gọi nó. À, mình sẽ gọi nó để mình thực thi các cái chức năng này. Như vậy mình gọi trong main. Rồi bây giờ mình mở cái phần main của mình ra nè. Bên trong mình cũng cho thực hiện luôn. À, cũng sẽ có chọn nè. Cũng sẽ có giá trị phần thêm vô, đúng không? Cũng sẽ có trạng thái là đã biết khởi tạo hay chưa. Mặc định cho là false. Rồi anh này cũng sẽ cho vận dụng vòng lặp. Rồi bên trong cũng xóa màn hình hay cái gì đó, thì những cái lệnh này thì biết rồi ha, cô làm nhanh nha. System change ls. Rồi ở đây bây giờ cho hiện menu. Cout menu nè, một là khởi tạo hàng đời. Được chưa? Hai á là gì? Thêm một phần tử vào hàng đợi. Ba là sao? Xóa một phần tử, hoặc là lấy một phần tử. Lấy một phần tử ra khỏi hàng đợi. Rồi 4 là gì? Kiểm tra hàng đợi rỗng.
Rồi 5 là gì? Xóa toàn bộ. Hàng đợi. Rồi lúc này 6 sẽ là sự lựa chọn thoát và yêu cầu người dùng hỏi, đó là sự lựa chọn của họ. Xin và giá trị biến chọn chưa? Squeak. Tay 1 mình gọi hàm init thôi. Sau đó mình sẽ đổi trạng thái anh này sang thành 1 và mình break. Trước khi break có thể có một cái câu báo cho biết là gì, khởi tạo hàng đợi thành công. Rồi break. Các khay phía dưới đều phải đã khởi tạo rồi thì mới xóa. Tương tự cho cái việc xóa cũng vậy, xóa toàn bộ thì cũng phải đã có khởi tạo rồi thì mới xóa nha. Như vậy anh này là nếu như mà đã khởi tạo thì mới có thể gọi các chức năng tiếp theo. Vậy anh này sẽ là sao vui lòng khởi tạo hàng rồi. Rồi sau đó cũng phải làm sao mọi người? Right. Vậy tương tự cho đến khay số 5 luôn đúng không? Như vậy cô liệt kê khay 3. Đây copy cho nó nhanh. Khay 4. À. Khay 5. Tuy nhiên cái khay 5 thì cái câu mình xúc cho nó phù hợp hơn một xíu. Khay 5 này là đang yêu cầu mình xóa hết. Như vậy mình sẽ có thông báo một cái câu, đó là hàng đợi chưa được khởi tạo nên không có phần tử để xóa. À, để xóa tất cả. Tức là không có phần tử nào để xóa hết, từng giờ kêu xóa thì lấy đâu xóa. Đó, cái câu của mình cho nó tùy vào từng trường hợp. Bây giờ khi 2 là khi thêm, phải biết giá trị cần thêm. Như vậy CL yêu cầu nhập đúng không? Còn dĩ nhiên ngoài thực tế, ví dụ như bạn vận dụng cái hàng đợi này để bạn lưu trữ một cái nào đó khác thì bạn gọi cái hàm bus và bạn sao? À, bạn có cái giá trị bạn cần thêm vào. Hàm bus này không có kiểu trở về, mình xài nó sẽ thoải mái hơn so với lại giống như là mình làm bằng cái anh danh sách đặt, là còn phải cho biết đó là có thêm vào thành công hay không, tức là còn phải kiểm tra coi là có rơi vào trường hợp giải quyết tịnh tiến là giải quyết vòng rồi vân vân ha. Diễn viên ngoài thực tế không có ai ép các bạn, thì các bạn mà xài danh sách đặt các bạn chọn hình thức nào, tịnh tiến hay là vòng đều được. Nhưng mà dĩ nhiên ha, đi khi mà đi thi, đi làm một cái bài test nào đó thì người ta có yêu cầu cụ thể thì mình phải theo, cho nên là tất cả mình đều phải biết những cái hình thái người ta lưu trữ hết. Thì anh này là nhập giá trị cần thêm vào hàng đợi. Rồi xuyên vào giá trị của con is, mình gọi hàm post is vô. Đúng chưa? Post xong rồi thì mình sao? Chạy xong hàm post mà ok suôn sẻ hết thì mình sẽ nói là thêm vào hàng đợi thành công. Dĩ nhiên ở đây ai mà muốn thực hiện thêm một thao tác nữa là xuất các phần tử trong hàng đợi để cho mình xem á, theo chiều từ front về rear thì giống như che, như là xuất các phần tử trong danh sách liên kết đơn đúng không? Xuất các phần tử trong danh sách liên kết đơn tức là thao tác duyệt á, để xuất toàn bộ nó ra ha. Rồi anh này ở đây là như vậy. Tiếp tục khay số 3, lấy một đứa ra. Như vậy thì lấy một đứa ra là phụ thuộc vào cái hàm pop đúng không? Mà hàm pop lại có kiểu trở về đây, cho nên là pop vào cho con is. Nếu kết quả trở về mà là 1 thì báo ra đó là giá trị lấy ra được từ hàng đợi là gì? Là con is. Còn nếu như ngược lại tức là sao? Không thể lấy phần tử ra được từ hàng đợi, tại vì cái thằng pop này kết quả nó đã trở về là gì mọi người? Là phone, tức là không lấy được ha. Là phone tức là không lấy được. Rồi khay số 4 của mình là khay gì? Kiểm tra hàng đợi rỗng. Như vậy thì nếu đúng không, is empty của cái hàng đợi này mà là 1 thì trả ra cho biết đó là hàng đợi đang rỗng. Rỗng tức là đã được khởi tạo nhưng mà rỗng nha. Nó khác là cái việc là hàng đợi chưa được khởi tạo. Ngược lại CL ra nó là gì? Hàng đợi không rỗng. Dĩ nhiên mọi người tự viết thêm cái việc đó là xuất ra bằng cách là mọi người lấy cái chức năng đó là duyệt các phần tử trong danh sách liên kết đơn ra để mọi người có thể xuất, mọi người xem được các cái phần tử trong cái hàng đợi này của mình
nha. Thì cái việc đó mọi người xem lại video của danh sách liên kết đơn. Rồi bây giờ đi xuống cái phần in này của mình là coi như xóa, thì chỉ việc là mình gọi hàm xóa thôi, và hàm này gọi đơn thân vận động thôi, phải không? Rồi delete đó, xóa vậy thôi. Rồi bây giờ mình biên dịch. Rồi từ từ, đang bị dư cái dấu gì ở đâu đây? À rồi, cô chưa có đưa điều kiện vô đúng không? À, cũng chưa có xử lý cái file default để cho nó thoát. Ở đây mình có tổng cộng là 5 case, như vậy là từ 1 tới 5. Chọn lớn hơn bằng 1 và nhỏ hơn bằng 5 ha, thì là coi như sẽ lặp đi lặp lại đúng chưa? Rồi cần cho nó phải coi có bị sót cái gì nữa không. Rồi thành công đúng không? Nó nói warning, cảnh báo cái toán tử mà trả về đâu rồi, đây đâu, chỗ nào? À gõ thiếu dấu, ý nó nói toán tử đó là toán tử khác, một dấu nó là toán tử trên big ha, nó là toán tử trên big, thì khi đó cái trạng thái của nó giống như cái việc là bạn èn giữa hai cái big với nhau, thì cũng sẽ là true với true thì nó and ra thành là true, mà true với phone ra thì sẽ là phone, như vậy đó ha. Rồi bây giờ đầu tiên là phải khởi tạo trước đúng không? Bây giờ thêm, giả sử cô thêm đứa 5 vô, à, 2 thêm 5 vào thành công. Bây giờ cô thêm nữa, à, thêm 7, thì có phải là bây giờ nếu mà lấy ra là lấy được đứa 5 đầu tiên đúng không? Như vậy bây giờ kiểm tra hàng đợi rỗng nè, vì hàng đợi không có rỗng. Bây giờ lấy ra 3, đây lấy ra được 5 nè. Rồi là lấy ra xong là nó ra khỏi luôn hàng đợi nha. Ở bên cái anh stack cũng vậy. Nếu mà mình cài đặt bằng danh sách liên kết đơn, mình lấy một phần tử ra là một khi lấy ra là nó mất luôn, tại vì nó đã delete rồi mọi người. Còn bên danh sách đặt thì nó mới sao? Mới là mình sử dụng thủ thuật mình co, mình cuộn tròn lên, hay là mình đi từ từ lên, hay là mình thụt lùi ra phía sau, nhưng mà trong memory nó vẫn còn. Còn đối với danh sách liên kết là một khi đã lấy ra là nó ra khỏi. Rồi tiếp tục bây giờ lấy nữa, đúng không? Lấy ra nữa thì đó là con số 7. Cái bây giờ cô kiểm tra coi nó rỗng chưa? Hàng đợi đang rỗng rồi, tại vì lấy ra hết rồi. Được không? Lấy ra hết. Cái bây giờ là nếu xóa thì nó cũng báo là gì? Xóa không? Đó, 5. À, nó cũng báo in re. Như vậy thì mình coi là trong cái 5 này là mình gọi cái hàm là delete all, thì trong delete all à, đây. Kết thúc anh này. Tại vì vô lần đầu tiên run đã bằng null, cho nên nó đâu có ra được câu này đâu. Tức là xóa hàng đợi thành công là không có. Tại vì hàng đợi của mình trước khi gọi cái anh này là nó đang sao? Đã rỗng rồi, cho nên không vào được đây. Bây giờ cô giả sử là cô thêm lại đi, cô khởi tạo lại nè, xong đó cô thêm 6 đó. Vậy bây giờ cô kiểm tra rỗng thì chắc chắn là hàng đợi không rỗng. Bây giờ cô chọn xóa thì nó lần đầu tiên nó vô run khác null, nó mới chạy vào được bên trong để nó xóa. Nó xóa xong thì nó mới báo được xóa thành công. Như vậy thì anh này bây giờ xóa. Đây, được chưa? Xóa thành công.